cần bán nhà xây mới 5 tầng có địa chỉ nằm tại ngõ 174 đường Phương Canh phường Xuân Phương quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội ngôi nhà được uh, thiết kế xây dựng là bao gồm 5 tầng có 3 phòng ngủ một phòng khách một phòng bếp một phòng thờ một sân phơi và 3 phòng vệ sinh đang được chào bán với giá là 2 tỷ 650 triệu đồng ngôi nhà thì là có diện tích đất ở trên sổ đỏ là 33,5 mét vuông và có hướng chính là hướng đông bắc cái vị trí của ngôi nhà thì là rất gần với lại trường mầm non trường tiểu học trường cấp 2 phương canh rất gần với chợ phương canh và cách cái vị trí trung tâm sân vận động mỹ đình bến xe mỹ đình là chỉ khoảng uh, 3,5 đến 4,5 km thôi vị trí của ngôi nhà thì rất gần với các trường đại học như là trường đại học fpt trường đại học uh, đông đô trường đại học công nghiệp hà nội cũng như là các trường ở ngoài khu vực cầu giấy như là Học viện Báo chí Tuyên truyền, Trường Đại học Thương mại. Sau đây thì xin mời mọi người tham quan chi tiết ở phía bên trong ngôi nhà để mọi người có thể nắm bắt được rõ ràng hơn. Hiện tại là mọi người đang ở phía bên trong tầng 1 của ngôi nhà đây. Mọi người có thể nhìn thấy là toàn bộ hệ thống trần thạch cao đèn led chiếu sáng cũng như là hệ thống gạch nát nền là đều đã được hoàn thiện xong hết rồi. Ở phía tầng 1 thì được thiết kế là bao gồm là một khu vực phòng bếp và một khu vực phòng khách chúng ta sẽ có cửa chính và cửa sổ mở ra ở phía bên trong để lấy ánh sáng và không khí thông thủy cho ngôi nhà. Cái vị trí ô cầu thang và phòng khách này sẽ được ngăn cách nhau bởi một cái vách hộp CNC. Và đây là cái khu vực phòng bếp của ngôi nhà. Tủ bếp được thiết kế dạng chữ L cho nên là rất là đẹp và tiết kiệm diện tích của ngôi nhà, tiết kiệm không gian. Hệ thống tủ bếp sử dụng là chất liệu là bằng gỗ thịt được tẩm sấy chống cong vênh mối mọt Thiết kế kính ốp bếp là kính cường lực. Chậu rửa và vòi rửa sử dụng là chất liệu là inox 304. Đá ốp bếp là sử dụng là đá màu vàng mỡ gà vân khói. Cho mọi người có thể là nhìn kỹ chi tiết cái vật liệu đây. Để thiết kế khu bếp ở trong tủ bếp rất là đẹp. Ở phía tầng 1 của chúng ta sẽ có một nhà vệ sinh phụ. Trong nhà vệ sinh thì đã được lắp đặt hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa cũng như là hệ thống máy bơm nước hệ thống gạch ốp tường là sử dụng là gạch ốp kích thước là 30 x 60. Cửa nhà vệ sinh là sử dụng là bằng cửa nhôm kính. Mọi người có thể nhìn lại toàn bộ không gian của tầng 1 từ phía bên trong khu bếp. Thiết kế phòng 1 rất là rộng. Chúng ta hoàn toàn có thể là kê bàn ghế để tiếp khách cũng như là dắt xe vào nhà rất là thoáng. Đây là khu vực cầu thang để lên, lên trên tầng 2. Hệ thống tay vịn cầu thang là sử dụng chất liệu là bằng gỗ lim Nam Phi mặt bậc và cổ bậc cầu thang là dùng chất liệu là đá granite, sử dụng hai tông màu là đen và trắng. Thiết kế của tầng 2, tầng 3 và tầng 4 là sẽ tương tự như nhau. Mỗi một tầng chúng ta sẽ có một phòng ngủ chính và một phòng vệ sinh. Phòng ngủ có cửa sổ mở ra bên ngoài để để ánh sáng và không khí, có ban công cho nên là rất là thoáng. Hệ thống cửa sử dụng là cửa nhôm kính và hệ cửa lùa tất cả các phòng là chúng tôi đã thiết kế sẵn cái hệ thống ống chờ để lắp điều hòa, toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng cũng như là hệ thống sàn gỗ này đều đã hoàn thiện xong hết rồi. cửa thông phòng là sử dụng là chất liệu là bằng cửa gỗ nim nam phi, sàn nhà là sử dụng là sàn gỗ công nghiệp. Đấy, phòng ngủ rất là rộng với diện tích là 33,5 mét vuông chia mỗi một tầng là sẽ có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh cho nên là thiết kế của phòng ngủ rất là vuông rất là rộng phòng ngủ là chúng ta hoàn toàn là có thể kê được đầy đủ toàn bộ thiết bị của trong gia đình như kệ tivi giường tủ quần áo bàn làm việc bàn trang điểm và đây là khu vực nhà vệ sinh nhà vệ sinh sử dụng gạch ốp tường là kích thước là 30 x 60 sen tắm sử dụng là sen cây inox 304 bồn cầu inắc nền khối chậu rửa inắc toàn bộ hệ thống gương soi cũng như là hệ thống phụ kiện vắt khăn để đều được hoàn thiện xong hết rồi gạch nát nền là sử dụng là gạch 30 x 30 hàng chống trơn tiếp theo đây là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 3 của ngôi nhà thiết kế của tầng 2 tầng 3 và tầng 4 là sẽ tương tự như nhau đây, chúng ta có thể thấy là mỗi một tầng là một phòng ngủ chính và một phòng vệ sinh. Tất cả các phòng là đều có cửa mở ra bên ngoài để cung cấp ánh sáng và không khí cho căn phòng. Cho nên là khi mà ở chúng ta là có thể mở cửa sổ ra rất là thoáng. Ở trên tầng 3 thì sẽ được sử dụng uh, gạch vân gỗ để nát nền. Cửa thông phòng vẫn là cửa gỗ niêm nam phi. Có cửa rất là rộng và cao Với diện tích là 335 m vuông Được thiết kế là bao gồm là 3 phòng ngủ Cho nên là ngôi nhà là sẽ đáp ứng được toàn bộ những cái nhu cầu của khách hàng Những cái gia đình mà chúng ta là có nhiều người ở Thì chúng ta cũng hoàn toàn là có thể là ở được trong cái căn nhà này Và cái vị trí của ngôi nhà thì là rất là gần với lại những cái đường ô tô đi lại các vị trí trường học cấp 1, cấp 2, trường mầm non, chợ hoặc là khu ủy ban nhân dân, trạm y tế rất là gần. Từ ngôi nhà mà đi ra ngoài trung tâm Hà Nội, ngoài bến xe Mỹ Đình, sân vận động Mỹ Đình hoặc là những cái khu vực uh, cơ quan khác thì cũng rất là gần thôi. Giá 2 tỷ 650 triệu bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí trang tên sổ đỏ cho khách hàng. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Và hiện tại là mọi người đang tham quan ở phía bên trong tầng 4 của ngôi nhà rồi đây Chúng ta có thể thấy là toàn bộ cái hệ thống gạch ốp tường Và sử dụng là kích thước là 30 x 60 Hệ thống lavabo cũng như là bồn cầu là đều là sử dụng là của hãng inax hết Sau đây là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 5 của ngôi nhà Thiết kế của tầng 5 thì này sẽ bao gồm là một cái khu vực dùng để giặt đồ và một khu vực sân phơi khu vực giặt đồ thì chúng tôi đã thiết kế sẵn cái hệ thống cấp nước và hệ thống cấp điện để quý khách hàng có thể lắp đặt máy giặt ở trong khu vực này. và cuối cùng đây là khu vực sân phơi của ngôi nhà. sân phơi thì đã được chúng tôi hoàn thiện xong hết hệ thống mái tôn chống nóng cũng như là hệ thống chuồng cọp để đảm bảo an toàn cho ngôi nhà. sân phơi rất là rộng mọi người có thể nhìn thấy. Ngoài phơi đồ thì chúng ta hoàn toàn là có thể là trồng thêm cây cảnh hoặc là treo thêm phong lan ở trên đây được nữa, rất là hợp lý. Ở xung quanh của ngôi nhà thì mọi người có thể là nhìn thấy là khu dân cư ở rất là đông, rất là nhiều nhà cao tầng và ở đây là có thể là nhìn thấy luôn là trường tiểu học Phương Canh luôn. Đó, từ nhà mà đi ra ngoài trục đường chính, trục đường Phương Canh là chỉ cách có một dãy nhà thôi ạ. Sau đây là mời mọi người tham quan lại toàn bộ cái chi tiết À, qua các tầng để mọi người có thể hình dung lại dễ hơn thiết kế cầu thang rất là rộng độ dốc là tương đối quý khách hàng xem video nếu như mà cần hỗ trợ thêm thông tin gì hoặc là cần xem nhà trực tiếp thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình em ánh 0983013403 hoặc 0888041444 bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu và cái chi phí vay ngân hàng thì là lãi suất chỉ từ 7,9% một năm thôi lãi suất là cực kỳ hấp dẫn công ty sẽ bảo hành toàn bộ những cái thiết bị điện thiết bị nước cũng như là cửa tay vịn cầu thang thiết bị vệ sinh ở trong nhà hệ thống tủ bếp là trong vòng 12 tháng cho nên là quý khách hàng khi mà mua nhà thì hoàn toàn là có thể yên tâm về chất lượng cũng như là cái um, sản phẩm mà mình mua.